Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì phía sau lưng hiện tại của Duy bây giờ là có 3 chiếc xe Mercedes-Benz màu đỏ, nhưng Duy sẽ chọn cái chiếc xe C180 để lái và trải nghiệm. Bởi vì là có rất là nhiều những anh chị khách hàng khi gọi cho Duy nói là hỏi là chiếc xe C180 này nó có yếu hay không. Đó thì bây giờ Duy sẽ lái và trải nghiệm chiếc xe này kể cả trên đường cao tốc luôn, để mà cảm nhận cái chiếc xe C180 này. Và Duy sẽ cố gắng đánh giá một cách khách quan nhất để cho các anh chị và các bạn biết chiếc xe C180 này liệu nó có giống như là các anh chị và các bạn đang suy nghĩ hay không. Thì bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy lái và trải nghiệm chiếc xe C180 này nha. Let's go. Duy đang lái chiếc xe C180 này đi về hướng cao tốc Long Thành Dầu Dây để mà trải nghiệm trên đường cao tốc phía trước. Thì thực sự đối với chiếc xe C180 này thì khi mà đi trong thành phố thì Duy nghĩ không cần phải là test rồi, bởi vì với động cơ 1.5 thì thoải mái chạy trên đường phố Việt Nam mình, hoặc kể cả các bạn đi lên trên đường quốc lộ cũng vậy. Thì đường quốc lộ các bạn đi cũng tối đa 80 km/h thôi đó, nhưng mà để Duy trải nghiệm thử chiếc xe này trên đường cao tốc Long Thành Dầu Dây như thế nào. Ok, hiện tại bây giờ Duy đang lái chiếc xe C180 này trên đường dẫn lên cầu Phú Mỹ. Thì vòng tua máy hiện tại bây giờ là khoảng tầm 1.800 vòng trên 1 phút, nhưng mà tốc độ hiện tại bây giờ là 70 km/h. Thì khi mà lái chiếc xe này ở tốc độ 70 km/h là 80 km/h thì Duy thấy cũng là khá bình thường ha các bạn, không có vấn đề gì hết, rất là nhẹ nhàng thôi. Đó thì trước đây thì các bạn đã biết là chiếc xe C200 với cái động cơ 1.5 lít và có thêm cái motor điện 48V, nhưng mà đối với phiên bản C180 này là phiên bản thay thế cho C200 đó, thì vẫn sử dụng động cơ 1.5 lít các bạn, vẫn y như cái động cơ của cái chiếc xe C200, nhưng với cái động cơ điện 48V thì chiếc xe C180 này đã được Mercedes-Benz bỏ ra rồi, nó sẽ không còn gắn motor điện nữa. Đó thì Duy nghĩ là với cái động cơ truyền thống này thì thực sự Duy vẫn thích hơn so với là sử dụng một cái động cơ vừa có động cơ xăng vừa có động cơ điện. Bởi vì là các bạn biết rồi là động cơ điện hoặc là chắc chắn là nó sẽ sử dụng thêm một cái bình ắc quy nữa, là cái bình lithium á. Thì các bạn biết cái giá trị của bình lithium này thì nó sẽ không có hề rẻ đâu, và pin lithium mà chắc chắn rồi, các bạn đi sau trong vài năm nữa thì tự nhiên thì cái bình lithium nó sẽ bị hư, nó sẽ tự bị giảm tuổi thọ thôi các bạn. Nó giống như là cái cục pin điện thoại của chúng ta mà đang sử dụng vậy đó. Đó thì cái giá trị của cái bình lithium đó thì nó rất là cao, cho nên là Mercedes-Benz quyết định là bỏ luôn cái bình lithium đó luôn. Đó thì chi phí mà để mà sau này mà bảo trì bảo dưỡng hoặc là cho chiếc xe C180 này thì nó như nghĩ nó cũng sẽ thoải mái hơn rất là nhiều so với là chiếc xe C200 đó, kể cả chiếc xe C200 S Lucy luôn các bạn. Thì xe S Lucy thì bây giờ nó cũng được thay thế bằng cái động cơ 2.0 xăng truyền thống luôn, nó sẽ không có sử dụng động cơ điện nữa. Thật sự là chiếc xe C180 này nó đã ra cách đây khoảng tầm 1 tháng rồi các bạn, thì đây là một cái đối thủ mà cạnh tranh có thể nói là
tiếp với lại Toyota Camry hoặc là Honda Accord và kể cả là Mazda 6 luôn. Đó thì có rất là nhiều những anh chị khách hàng á, thì hôm rồi Duy có đăng một cái ý kiến để hỏi mọi người là mọi người chọn cái chiếc xe C180 hay là Toyota Camry hay là Honda Accord, thì cũng có rất là nhiều những anh chị khách hàng á, thì comment á, là chọn Toyota Camry. Có rất là nhiều những anh chị khách hàng á, thì lại chọn chiếc xe Mercedes-Benz C180 này đó, bởi vì cũng có như mọi người thì mọi cái ý kiến khác nhau thôi các bạn đó. Nhưng mà Honda Accord thì nó sẽ hơi có cạnh tranh hơn so với lại cái những dòng xe Toyota Camry và cái C180 này đó. Thì Duy nhận nhiều ý kiến hơn từ cái chiếc xe Toyota Camry cũng như là cái chiếc xe C180 này hơn. Khi mà lái cái chiếc xe C180 này á, ở một tốc độ mà bình thường trong thành phố, thì Duy nghĩ á, nếu mà các bạn lái thì các bạn sẽ không phân biệt được cái chiếc xe C200 với lại cái chiếc xe C180 này đâu đó, bởi vì là rất là khó để phân biệt. Nhưng mà để một lát lên cao tốc nữa coi, khi mà Duy tăng tốc đột ngột hoặc là chạy nhanh hơn á, thì để Duy xem coi nó cái độ trễ của chân ga cũng như là cái sự tăng tốc của chiếc xe này nó như thế nào. Bây giờ Duy đang chuẩn bị lên cao tốc Long Thành Dầu Dây rồi. Thì nếu mà các bạn nào mà chưa có xem cái clip mà Duy đánh giá chiếc xe C180 này á, thì các bạn nhớ xem lại nha. Thì Duy sẽ để cái link ở đây đó. Thì đối với chiếc xe C180 này á, thì mặc dù có thể nói đây là cái chiếc xe mà em út trong cái gia đình của Mercedes-Benz đi, nhưng mà chiếc xe C180 này các bạn, nó sẽ thừa hưởng hầu như là đầy đủ những cái hệ thống an toàn của những người đàn anh của những cái chiếc xe Mercedes-Benz mà mắc hơn. Đó, thì đối với Mercedes-Benz đó các bạn, thì cái hệ thống an toàn đó, nó là một cái tiêu chuẩn chung, chứ nó sẽ không phải là option các bạn. Đó, thì đối với những cái dòng xe mà những cái thương hiệu mà phổ thông hơn đó, thì có thể là với tầm giá này á, thì chỉ trang bị được những cái hệ thống an toàn như thế này thôi, hoặc là những cái chiếc xe mà mắc tiền hơn thì nó sẽ trang bị những cái hệ thống an toàn cao cấp hơn. Nhưng đối với xe Mercedes-Benz thì nó hoàn toàn khác bạn. Tất cả những cái hệ thống an toàn tiêu chuẩn của một chiếc xe Mercedes-Benz thì nó sẽ giống nhau từ chiếc xe C180 này đến chiếc xe Mercedes-Benz Maybach luôn. Đó, thì khi mà nói đến hệ thống an toàn của chiếc xe Mercedes-Benz á, thì các bạn sẽ nghĩ ngay đó chính là hệ thống phanh nè, hệ thống cân bằng điện tử nè, hệ thống mà khi mà chúng ta chạy trên đường cao tốc gió mà thổi ngang bên hông á, thì nó có một tính năng nữa là chống gió ngang ha, hoặc là những cái tính năng khác nữa đó. Thì bây giờ Duy đang trải nghiệm chiếc xe C180 này ở trên đoạn đường cao tốc Long Thành Dầu Dây. Hiện tại bây giờ tốc độ của xe đang là 75 km/h đó, thì với cái vòng tua là nó khoảng tầm 1,400 vòng/phút thôi các bạn, có nghĩa là Duy mới đạp mớm ga thôi, nhưng mà cái xe của chúng ta đang lăn bánh ở tốc độ là 80 km/h rồi đó. Thì với cái tốc độ này, với cái mức đạp ga này, thì để Duy xem coi cái đồng hồ mà nó sẽ báo cái mức tiêu thụ nhiên liệu nó nằm ở tầm như thế nào. Khởi động này các bạn. Thì hiện tại bây giờ ha, để Duy sẽ reset cái đồng hồ này lại để coi cái đoạn đường cao tốc này Duy sẽ trải nghiệm. Thì Duy reset cái đồng hồ Comtomat này rồi. Thì hiện tại bây giờ với cái mức đạp ga này ở tốc độ 74 km/h này, thì cái mức xăng ở trên cái chiếc xe C180 này đang báo các bạn, nó là 5,4 lít/100 km. Có nghĩa là nếu mà chúng ta cứ duy trì ở tốc độ như thế này ha, và trên một cái đoạn đường như thế này á, thì nó chỉ tốn khoảng 5,4 lít/100 cây thôi. Nếu mà chúng ta chạy cao tốc như thế này liên tục, nó thực sự nếu mà chiếc xe Mercedes-Benz đó các bạn, nếu mà các bạn chạy trên đường cao tốc thì nó rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đó, thì tiếp theo nữa thì Duy sẽ nói về cái tay lái của chiếc xe này. Thì chiếc xe Mercedes-Benz C180 này cũng như tất cả những cái chiếc xe Mercedes-Benz hiện có, thì cái vô lăng được trang bị đó là vô lăng direct steer, cho được điện biến thiên tốc độ. Có nghĩa là khi mà chúng ta đánh lái nhiều, nó sẽ trợ lực nhiều đó, để nó nhẹ hơn, để chúng ta có thể là xoay chuyển trong những cái đoạn đường hẹp,
hoặc là chúng ta xào xe để đậu xe. Còn nếu mà khi mà chúng ta đánh lái ít ha, đi tốc độ cao hơn, thì vô lăng nó sẽ có xu hướng là nó sẽ cứng hơn để đâm chiếc xe hơn và an toàn hơn các bạn. Thì hiện tại bây giờ Duy đang chạy ở tốc độ là, để coi, 80 km/h ha, 80 km/h. Thì Duy sẽ thử chuyển lên này bằng một tay thôi để cho các bạn xem. Thì đối với những cái dòng xe mà thương hiệu mà thuộc phổ thông hơn các bạn, thì Duy cũng đã lái và trải nghiệm rồi. Thì khi mà chúng ta đi ở những cái đoạn đường mà tốc độ cao như thế này, khi mà các bạn chuyển lên á, thì Duy nghĩ là các bạn phải nên là kìm cái vô lăng này lại. Bởi vì khi mà chúng ta đi tốc độ cao mà chúng ta chuyển lên á, đối với những cái dòng xe bình dân hơn á, thì có thể là cái chiếc xe của chúng ta nó sẽ không còn được cân bằng tốt đó. Thì đối với chiếc xe C180 này thì Duy sẽ thử cho các bạn xem ha. Thì Duy chỉ đánh giá nhẹ thôi các bạn, là nó sẽ chuyển lên rồi nè. Bây giờ Duy sẽ tiếp tục tăng tốc lên ở tốc độ là 100 km/h nè đó, và Duy sẽ chuyển lên tiếp tục ha, để cho các bạn cảm giác coi, để Duy sẽ cảm giác xem coi cái vô lăng này nó tốt như thế nào ha. Bây giờ Duy sẽ chuyển lên ở tốc độ là 112 km/h, một tay thôi các bạn, rất là nhẹ nhàng, hầu như là nó không có cái vấn đề gì xảy ra, không có cảm giác mà cái chiếc xe của chúng ta nó phải rung hay là phải lắc hoặc là chỉ phải kìm cái vô lăng lại nữa. Nó giống như là Duy đang lái ở tốc độ khoảng tầm 40 hoặc là 50 km/h thôi. Thì đó là cái mà Duy nghĩ là nó sẽ vượt trội hơn rất là nhiều so với những dòng xe bình dân. Duy nghĩ đó các bạn, nếu mà các bạn là một cái người mà thích lái xe ha, các bạn là một cái người năng động và một cái người trẻ, thì Duy nghĩ là khi mà các bạn xem chiếc xe C180 này cũng như là lái thử chiếc xe này, thì Duy nghĩ là các bạn sẽ không cần phải đi xem những cái thương hiệu dòng xe bình dân khác đâu, chẳng hạn như là Toyota Camry hoặc là Honda Accord. Thật sự các bạn, chiếc xe C180 này á, thì so với Toyota Camry hoặc là Honda Accord, các bạn nó sẽ có những cái lượng khách hàng riêng. Có thể là Toyota Camry nó sẽ có một cái lượng khách hàng riêng, và chiếc xe C180 này sẽ có một khách hàng riêng. Nhưng đối với cái chiếc xe C180 này ha, thì cái lượng khách hàng của chiếc xe này chủ yếu là những cái khách hàng mà trẻ tuổi, dưới 40 tuổi các bạn, và là một cái người mà yêu thích lái xe ha, cũng như là lái xe hàng ngày, cũng như là một cái vị khách hàng trẻ tuổi, và có thể nói là một người trẻ cập nhật những cái xu hướng mới đó. Thay vì là Toyota Camry hoặc là Honda Accord, thì sẽ dành cho những khách hàng mà đứng tuổi hơn, cũng như là những khách hàng mà có thể là chỉ là ngồi thôi, không có lái xe chẳng hạn như, đặc biệt có thể là những người phụ nữ cũng vậy các bạn, đó, chỉ thích ngồi thôi đó, thì có thể là chọn cái Toyota Camry hoặc là cái Honda Accord đó. Thì Duy thì năm nay cũng khoảng tầm 30 tuổi thôi, nhưng mà khi mà nếu mà là Duy các bạn, thì Duy cũng chắc chắn Duy sẽ chọn chiếc xe Mercedes-Benz C180 này rồi, thì nó sẽ phù hợp hơn bởi vì nó nhìn nó trẻ thôi, và Duy cũng là một người thích cái sự năng động cũng như là cái phong cách hơn đó. Thì để tiếp theo cái sự vận hành của chiếc xe này, thì bây giờ Duy sẽ tăng tốc đột ngột chiếc xe C180 này. Bây giờ Duy sẽ tăng tốc nha. Thì Duy đang chạy ở chế độ comfort thôi, là cái chế độ mặc định của xe các bạn, chưa chuyển qua chế độ lái thể thao luôn nha. Ok, bây giờ là tốc độ đang là 100 km/h rồi, Duy sẽ chuyển lên ha, tăng tốc nha. Rất là bình thường các bạn, không có cảm giác gì mà cảm nhận là chiếc xe nó yếu hết á. Các bạn đừng có sợ cái chiếc xe C180 này yếu, nó không hề yếu đâu. Thực sự các bạn, là Duy để lái và cảm nhận để cho các bạn thấy thôi, nhưng mà Duy chắc chắn là Duy sẽ tưởng tượng Mercedes-Benz rồi. Khi mà họ tính toán, họ thiết kế ra một cái chiếc xe như thế này thì chắc chắn họ không bao giờ mà những cái mà tiêu chuẩn nhất mà để cho khách hàng mà đánh giá cái chiếc xe này không tốt. Bởi vì Mercedes-Benz các bạn biết rồi, họ có một cái bề dày về chiếc xe này, hết mấy gân khúc gỗ xuống nguy hiểm ghê không, cực kỳ nguy hiểm. Mercedes-Benz các bạn, thì họ có một cái bề dày lịch sử về sản xuất xe hơi rồi. Trời ơi, gân nguy hiểm ghê không, trời ơi, chiếc xe container này nó nổ ghê không, chở gỗ mà nó không có khăn lại luôn. Thì Mercedes-Benz đó các bạn, là một
cái hãng sản xuất xe nó có bề dày lịch sử rồi, những chiếc xe Mercedes-Benz là một cái niềm ước mơ của rất là nhiều người ha. Thì những anh chị và các bạn mà e ngại cái vấn đề mà lái thử cái xe này nó yếu hay không thì vấn đề là Duy chưa trải nghiệm chiếc xe C180 này trên đường cao tốc đâu, và hôm nay là cái lần đầu tiên mà Duy lái chiếc xe C180 này trên đường cao tốc này. Nhưng mà trước đó thì Duy cũng đã hoàn toàn coi như là không có, mặc dù là mình không phải mới nói là mình là một cái nhân viên của Mercedes-Benz, nhưng mà mình đã lái rất là nhiều xe Mercedes-Benz rồi, cũng như là tất cả những cái dòng xe của Mercedes-Benz hầu như là mình đều có cảm nhận, thì mình hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối chiếc xe C180 này đó, mình không có e ngại là nó yếu hay không yếu giống như những khách hàng nghĩ đâu, nhưng mà Duy vẫn muốn cảm nhận chiếc xe này trên đường cao tốc để mà chứng minh cho các bạn xem chiếc xe Mercedes-Benz nó đã tính toán hết tất cả mọi thứ rồi. Thực sự cái đường cao tốc ở Việt Nam mình đó, các bạn chỉ lái được tốc độ tối đa là 120 km/h thôi, các bạn lái nhanh hơn nữa cũng không có được nữa. Thực sự là Duy đang muốn lái cái xe C180 này ở tốc độ là 180 km/h để mà cho các bạn xem, nhưng mà thực sự các bạn khi mà ghi hình như thế này cũng như là đăng lên mạng như thế này thì thật sự nó sẽ không có hay lắm ha, nó sẽ không có an toàn, cũng như là rất là nhiều các bạn đang xem cái clip của Duy nữa, cho nên là cái việc đó thì nó sẽ không hay chút nào ha. Một cái điều nữa các bạn, khi mà các bạn lái chiếc xe Mercedes-Benz á, nó sẽ khác rất là nhiều so với lái một cái chiếc xe thương hiệu phổ thông ở cái chân thắng và chân ga, chân thắng các bạn, và ở hệ thống thắng của nó. Thì không biết là những cái bạn mà đang lái những cái dòng xe khác như thế nào, nhưng mà Duy cũng đã lái rất là nhiều cái chiếc xe Toyota rồi ha, và cụ thể là chiếc Toyota Camry luôn. Thì khi mà lái chiếc Toyota thì Duy sẽ điều chỉnh cái chân thắng của Duy sẽ khác so với lái chiếc xe Mercedes-Benz này. Có nghĩa là chiếc xe Mercedes-Benz đó các bạn, khi mà các bạn thắng á, thắng ở đây các bạn, nó là thắng điện nha. Cái bàn đạp ga này các bạn đạp lên á, chỉ là đạp lên trên một cái lò xo để mà tạo cái lực cho nó thật với cái chân thắng thôi. Nhưng mà cái bàn đạp ga, bàn đạp thắng của mình á, nó là thắng bằng điện. Có nghĩa là khi mà chúng ta đạp nhẹ thì cái hệ thống phanh á, nó sẽ sử dụng một cái lực nhẹ để mà áp lên cái đĩa phanh. Đó, khi mà chúng ta đạp mạnh chân thắng hơn thì cái thắng của chúng ta nó sẽ sử dụng cái lực mạnh hơn. Có nghĩa là khi chúng ta đạp mạnh hoặc là đạp nhẹ gì, cái hệ thống phanh của chúng ta nó cũng sẽ hiệu quả. Nhưng đối với chiếc xe Toyota các bạn, khi mà Duy lái xe Camry á, thì cái hành vi thắng của Duy nó sẽ khác. Có nghĩa là Duy sẽ thắng từ xa. Duy sẽ thắng từ xa, chẳng hạn như là từ đây tới cái đèn đỏ nó cách khoảng tầm 200m, thì còn 150m thì Duy bắt đầu ra chân thắng rồi. Nhưng mà đối với chiếc xe Mercedes-Benz thì Duy sẽ sử dụng thắng trễ hơn. Có nghĩa là Duy cảm nhận cái phần thắng của chiếc xe Mercedes-Benz nó rất khác so với cái xe Toyota đó. Và khi mà các bạn lái chiếc xe Toyota, các bạn đừng có nên là thắng gấp quá ha, tại vì thắng gấp quá nó sẽ không có ăn, nó không có nhảy. Chúng ta phải đạp nhiều lực phanh hơn thì các chiếc xe Toyota nó có thể thắng được. Thì đó là cái cảm nhận của Duy thôi đối với chiếc xe những cái thương hiệu xe khác. Nó còn với xe Mercedes-Benz thì chiến thắng thì các bạn thắng nó sẽ tự tin hơn rất là nhiều so với là những cái dòng xe khác luôn. Khi mà các bạn mua một chiếc xe, các bạn thì ngoài cái chiếc xe đó an toàn ha, ngoài chiếc xe đó nó lái nó phải sướng hơn ha, hoặc là phong cách hơn, thì cái vấn đề mà độ ồn của chiếc xe thì cũng có rất là nhiều khách hàng quan tâm. Thì chiếc xe C180 này nó có ồn hay không các bạn ha? Thì ồn hay là không ồn, hoặc là ồn ít hoặc là ồn nhiều á, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái phân khúc của chiếc xe nữa đó. Thì đối với chiếc xe C180 này thì các bạn không thể nào mà nói cái độ ồn của nó tốt hơn so với cái chiếc E, và chiếc E cũng không thể nào nói mà tốt hơn cái chiếc xe S được đó, bởi vì mỗi phân khúc nó sẽ có những cái khác nhau. Thì đối với cái mức giá là hơn 1,3 tỷ đồng các bạn, phân khúc của chiếc xe C180 này, thì cái việc mà độ ổn khi mà lái trên cái đường cao tốc như thế này á, là Duy cảm thấy là chấp nhận. Bởi vì là
cái đường cao tốc các bạn, là lúc nào cái phần mặt nhựa của nó cũng sẽ nhám hơn, cũng như là cái nhựa nó sẽ khác hơn so với những cái đoạn đường trong thành phố đó. Nhưng mà khi mà Di lái ở trên đoạn đường cao tốc như thế này thì cái vấn đề mà độ ồn của chiếc xe này thì Di cảm thấy là rất là ok nha, không có đáng ngại các bạn, không đáng ngại về phần này. Thì với các phân khúc này thì như vậy là nó quá là tuyệt vời rồi đó. Thì ngoài những cái mà cảm nhận vừa rồi á, thì đối với chiếc xe C180 này thì những cái tính năng mà khi lái trên đường cao tốc, chẳng hạn như là chế độ ga tự động á, thì các bạn sẽ không cần đạp ga nữa ha. Các bạn có thể là nhấn cái nút ở trên cái vô lăng này, đây Di sẽ nhấn cái nút vô lăng, thì lúc đó là xe của chúng ta nó sẽ chạy rồi đó, ga tự động rồi. Di sẽ tăng tốc độ lên ha, tăng tốc độ bằng cái nút cộng trừ nè các bạn, vậy thôi, đó là ga tự động rồi, Di không đạp ga nữa đó. Hoặc là chúng ta có thể là thắng nhẹ thì nó sẽ hủy tính năng ga tự động này đó, hủy vậy thôi. Hoặc là giới hạn tốc độ thì đối với chiếc xe C180 này đầy đủ hết các bạn, những tính năng đó thì mình cũng không cần phải nhắc đến đối với những chiếc xe Mercedes-Benz hiện tại bây giờ rồi. Nó là tiêu chuẩn rồi ha. Thì ok, bây giờ Di sẽ cái máy của Di cũng chuẩn bị hết pin rồi, cho nên là Di sẽ tạm dừng cái video clip tại đây. Đó thì đó là những cái gì mà Di lái và cảm nhận chiếc xe C180 này ở trên đường cao tốc Long Thành Dầu Dây thì Di đã cho các bạn xem rồi. Nếu mà các bạn nào mà đang muốn tìm hiểu cái chiếc xe này cũng như là muốn lái và trải nghiệm chiếc xe C180 này thì các bạn đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại là 0914653979. Nếu các bạn thấy clip của mình hay thì đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để nhận những clip mới nhất về tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nha.